Chào các bạn, hai ông cháu chúng tôi vừa đi ngâm lưới về, quần áo đang còn rất là ướt này các bạn này. Bây giờ là cũng 6 giờ chiều rồi. Bây giờ hai ông cháu sẽ chuẩn bị cho bữa cơm tối ngày hôm nay nhé. Hôm nay ông cháu chúng tôi sẽ làm cái món cá nướng. Đây ông đang làm các cái que để thọc vô con cá để cá không bị gãy các bạn ạ. Cá suối nha các bạn nhé. Bà thì đang đi lên trên đồi lấy sắn về cho gà. Đó. Buổi chiều ở đây vì xung quanh là rừng nên là khá là tối này. Bây giờ thì mới có 6 giờ thôi. Đấy. Gà thì chuẩn bị vào chuồng rồi. Cá thì đã cho các loại lá chuối với lại lá cây nứa ấy, xuống để cho cá ăn các bạn nhé. Đây là ở trên lán này các bạn này. Đó, bây giờ là để có than nướng cá ấy, nên là hai ông cháu cho rất là nhiều củi. Đó. Nướng cá đây cũng nướng đơn giản thôi, cho muối với mì chính các bạn. Đó, đây là cá mà cái thành quả của ông cháu cho tôi chiều nay đi con trải các bạn. Cho các bạn khán giả xem. Đó. Tranh thủ buổi chiều hai ông cháu đi ra suối nhá. Quăng trải khoảng tầm 3 phút chuẩn bị cho bữa cơm tối. Bây giờ ông sẽ bắt đầu nướng này. Cá suối này ngon nhất vẫn là nướng các bạn ạ. Đó. Tối nay là mình sẽ lấy cái đèn để sát cho nó sáng là đấy. Cá này là cá béo các bạn ạ. Tối nay ăn cơm xong thì hai ông cháu sẽ bắt đầu đi vớt lưới và đi nâng cái đó các bạn. Đó thì cũng gần chiều nay rồi. Đây. Bếp lửa thì chuẩn bị có than rồi. Bên kia là nồi cơm. Đây là những cái gáp để nướng cá này. Gáp này thì ông đã chuẩn thường thường là hay nướng cá nên là ông để sẵn ở trong nhà rồi. Trên lán thì vẫn có những đồ dụng cụ cần thiết của hai ông bà nha. Trên cái gác bếp này thì có rất nhiều những cái loại hạt giống để ông bà trồng. Đó. Đây. Lạt để buộc rào.
Ê là tăng nữa nọ. Xuống máy nọ cỏ tháng in một số pin đúng không? Tao chào không ngọ in cũng ngồi chờ đấy. Cái cục chưa một số rồi cơm chín rồi các bạn, cho cơm ra. Bây giờ thì anh cháu chúng tôi bắt đầu nướng cá các bạn nhé, hai gắp đấy, chuẩn bị cho bữa tối ngày hôm nay. Đây thì gạo, đây thì cơm, hôm nay bạn nấu cơm nếp các bạn ạ. Đó. Chó lớn nhanh thế nhỉ. Rồi bây giờ không nướng cá một lúc nữa, khoảng tầm 30 phút thì cá sẽ bắt đầu chín nha các bạn nhé. Nướng cá thì mình để không được để sát lửa quá, cá sẽ không ngon. Nó quay rồi. Chuẩn bị cơm thôi, chín rồi các bạn ơi, cơm cá nướng. Cơm nếp dân tộc với tôi có dứa thôi đó. Thế này thôi nha các bạn nha.
Đây này, cá nướng vừa lửa rất là ngon các bạn. Nếu mà nướng cháy quá thì không ngon, nó khô quá. Cá phải tầm này thôi thì nó mới ngon. Đây cầm nếp này, bỏ vào trong cái ép này các bạn này. Đó. Bà đang lấy thêm ít rượu nữa. Còn sau thì mới lấy thêm ít rượu lên trong bà. Đây là canh địa cá này. Đấy. Cá hơn lá rau đấy. Cá hơn lá rau. Bản sắc dân tộc luôn này. Đấy. Cá nướng. Này cho đây con cá béo này các bạn này. Đấy, cá béo nó như thế này nha. Rất thơm, rất ngon nha. Trước bữa ăn thì ông đang mời ông Ê, khá nhỉ. Ê, mời các bạn nhá. Ăn cơm và uống rượu với ông bà và mình nhá. Rượu ngon. Rượu ngon thì có bản hiền đó. Ít cánh pịa cá này các bạn này. Đấy. Bà còn có món gì đây? Cơm ống dầu. Cá làng này các bạn. Xích xích. Tiệm cá này các bạn ạ. Tiệm cá của hôm nay là mình ông mổ ra đây nhá. Cành ăn đó. Xem nào, có đắng không? Có mến nhau gì? Sơn. Không bèo hả? Bèo nào? Chỉ có cánh bèo ấn. Được cánh bèo ấy không? Cái kính bìa khoản đầu mũ cũng mua khoai vậy. Không kiểu ăn bìa miễn bài nọ. Cầm nêm các bạn. Ngu bò. Mũi cho nọ. Hợp măn chế ba. Nếu có khảo không? Nếu có khảo áo nó cho không? Mình khớp. Sao mình... lấu chế ui lừa ba đi ừ. Trên ba pin Tần phúc, như tần phúc. Hả? Mày đi ạ. Hắn mày khớp. Cái bà nó xay hắn mày. Ngon lắm. Tuyệt vời luôn. Bà ăn nó sao rồi. Mà mình nó có ruột cả bán. Chắc là tủ kê rồi. Cái còn bàn háo. Cái này phở đối với cái hạt thế nào? Phở với người trai à? Ừ. Cái quần, áo cái phòng. Chắc
เก็บใจถุนเลยจันแรงนี่แหละจันฟุกนี่แหละเปลี่ยนไปเก็บใช้สองสามขามานี่ก็เลยมีหนูไว้คือเลยไปเอาหรอกเก็บมาดูอันได้อะไรนึกถึงเด็กเก็บขามานจะตื้อยุ่งยุกตามเลยอืมก็มุกแปงอันนี้บวนพอไปล้างจังเต๋อนี่ก็จำเนี่ยไอ้กูดุเอาจะขึ้นเนี่ยติดแค่จริงหมดติ้มการฉีดดีด้วยนะเราเลยติ้มการฉีดดีด้วยนะเราเห็นไหมมีเจ้าเขาที่มีวงเฮ้ยคิดแต่ใจไหมเดียนจะคอยน้ำไอ้แก้งนี่พระเจ้าสามกุศลใจเนี่ยนี่ถ้าเอาลูกให้กินนาจีมันคืออืดพูดจะใจเย็นก็เลยพูดไปเขาจะจ่าพี่นาไปโอ้โหเนี่ยเขาอ่อนเนาะเข้าเลยเนาะเจ้าหรือเปล่าเจ้าหรอเขาอ่อนเหรอเขาอ่อนแล้วนี่ไงเขาหายไปเขาคือเกี้ยกวนนี่เป็นแบบจำมันแป้งให้มันนั่งอยู่จำมาเข้าเลยนะก็มือเจอเลยคิดถึงนะ